Xin chào các bạn. Ngày hôm nay là ngày mà thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 752 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho thi trên Gmail. Tập 751 ngày hôm qua khi mà Thi chỉ mới vừa ấp chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Quang Huỳnh, bạn Phong Vũ và bạn Du Thảo Nhi các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email a gmail com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam bạn nam này nhà ở sài gòn và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện ngắn ba câu chuyện này là bạn được nghe mẹ và những người bạn của bạn đã kể cho bạn nghe Câu chuyện đầu tiên á, là mẹ của bạn kể lại. Chuyện này đã xảy ra cách đây khá là nhiều năm trước. Vào thời điểm đó thì mẹ chỉ mới tầm khoảng 15-16 tuổi mà thôi. Mà nhà của bà ngoại hồi đó là ở bên quận 6 các bạn. Vào cái lúc mà xảy ra chuyện này á, thì chỉ mới vừa giải phóng có mấy năm hà mẹ kể rằng á là ở trong xóm của mẹ có hai chị hai cái chị này chơi rất là thân với nhau lớn tuổi hơn mẹ tầm khoảng chừng bốn năm tuổi tầm khoảng hai mươi hai mốt tuổi đó các bạn hai chị này á là đi đâu cũng đi chung đi làm cũng đi chung đi chơi cũng đi chơi chung thì có một hôm, hôm đó là vào buổi chiều tối thì hai cái người này á là đã rủ nhau đi ăn chè ở ngoài đầu đường. Mà khi mà đi ra ngồi ăn chè đó thì trong cái lúc ăn á là có một cái chị. Chị này để ý qua cái bàn bên kia thì thấy có hai cái anh lính. Mà hai anh lính này nhìn rất là đẹp trai. Cho nên đó là cái chị này mới xoay qua mới nói với người bạn của mình nói rằng á là ê, ê mày nhìn qua bàn bên kia kìa có hai cái anh đó đẹp trai ghê vậy đó thì lúc đó là cái người bạn mới dòm qua bên kia mà làm như là hai cái anh này là nghe được cái chị này nói cho nên là hai anh này cũng đang ăn mà ngước lên nhìn lại mà khi mà nhìn lại cũng cười bắt đầu hai cô này cũng mắc cỡ xong rồi cũng cười tuy rằng là không có nói chuyện gì với nhau cả nha nhưng mà cứ hả là quay qua quay lại cười với nhau hoài hà thì cho tới khi mà ăn chè xong thì lúc đó đã tối rồi mà lúc đó là hai chị này sợ rằng á là về nhà sẽ bị ba má la cho nên nó là lẹ lẹ đứng dậy tính tiền để mà đi về thì khi mà tính tiền xong á Thì hai người này tuy rằng là nãy giờ không có nói chuyện gì Với lại hai cái lính kia hết Nhưng mà bây giờ cũng muốn rằng á là Chào đi về đó tính rằng á là thôi Hả là hai em về nha hai anh vậy đó ha Thì cái lúc mà chưa có kịp nói gì hết ha Nhìn qua hai cái anh này Thì hai anh này vẫn ngồi đó nha các bạn Bắt đầu hai anh này á là ngước lên một cái Thì hai cái cô này á là tá quả tâm tinh Giật mình hết hồn la làng lên xong rồi bỏ chạy thục mạng cho tới sau này á là hai cô này mới kể lại rằng á là cái lúc mà ngồi ăn á là nhìn qua thấy hai cái anh lính này rất là đẹp trai đẹp trai lắm mà mặc đồ lính á là cũng không có rách rưới gì cũng thẳng thớm dữ lắm nhưng khi mà tính chào đi về á thì Hai cái anh này đổi khác hoàn toàn các bạn Mặc dầu cũng ngồi cái bàn đó Mà khi mà hai ảnh ngước lên một phát ha Là hai chị này nhìn thấy Hai cái gương mặt của hai anh này á Là nó trắng xác luôn Mà hai con mắt á thì đỏ là Mà lúc đó hai ảnh nhãn cái miệng cười ra đó Thì răng manh không các bạn Mà quần áo lính đó đó là đã rách nát hết trơn rồi thì lúc đó là hai chị này la quá trời rồi bỏ chạy thục mạng về nhà mà khi mà về nhà cũng chưa có dám kể cho gia đình nghe nữa xong rồi qua cái ngày hôm sau á thì hai chị đều bị bệnh bị sốt rất là cao nhưng mà tới mấy ngày sau á là cái chị mà không có khen á các bạn cái chị mà cái người kia kêu á là mày nhìn qua bên kia hai anh kia đẹp trai đó thì cái chị này hết bệnh rồi bình thường nhưng riêng cái chị mà khen á thì lại á là hết bệnh mà lại bị giống như là ngơ ngơ ngẩn ngẩn như là cái tâm thần không có được bình thường cứ ngơ ngơ ngồi nói chuyện mình vậy đó xong rồi mấy ngày thì gia đình mới thấy lạ quá rồi cũng hỏi cái người bạn thân kia nói rằng đó là nó bị gì không tụi con có đi đâu không mà sao á là tự nhiên á là từ cái lúc mà nó hết bệnh tới giờ á là nó cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như là bệnh tâm thần vậy đó thì cái chị đó mới kể lại nói rằng là hôm đó là hai đứa con đi ăn chè gặp như vậy như vậy đó thì khi mà gia đình nghe xong mới tá quả bắt bắt đầu á, là đưa đi thầy này thầy kia nhưng mà không có đỡ các bạn cái chị này càng lúc càng ngơ ngẩn nhiều hơn và hả là cái vong đó đã nhập vô cái xác của chị này luôn mà mỗi lần nhập quậy phá rất là nhiều trong sớm bu lại coi rất là đông và có mấy cái anh thanh niên bự con mà lớn con ha là nhào vô dằn lại mà vẫn không dằn được chị này rất là mạnh mặc dầu cái người của chị rất nhỏ con nha các bạn mà chị chỉ cần dung cái tay ra một cái là mấy cái anh đó là văng ra hết luôn thì hả là người ta mới chỉ thì cuối cùng á là gia đình của chị này á là đã tìm được một cái vị sư bắt đầu mời cái vị sư đó đến nhà cái hôm đó là chị này đang quậy nha mà trong sớm coi rất là đông trong đó là có mẹ của bạn mà dằn chị này lại không có được quậy mà đồ đạc đập phá nha mà cái lúc đó là chị không có nói nhưng khi mà vị sư này bước vào á thì mới nói rằng á là con là ai mà sao con nhập vô sát người ta mà con quậy dữ vậy thì cái chị này mới ngưng lại bắt đầu là nói chuyện với lại sư rất là đàng hoàng nói rằng là con hả con chết vào năm mậu thân năm 1968 là con hả là đánh trận con chết mà cái cô này nè cái hôm đó hả là gặp con tự nhiên cổ khen con đẹp trai cho nên nó hả là con thương cổ Thành ra là con muốn bắt cổ á để mà làm vợ con Thì khi mà vị sư này nghe vị sư mới nói không được con ơi Trời ơi, nó là người dương, con là người âm Đâu có thể nào mà con bắt người ta được Con làm như vậy á là nghiệp con càng lúc càng nặng á Thì khi mà vị sư này nói á là cái vong này bắt đầu sừng cọ lên Nói rằng á là tôi theo nó hả là bây giờ tôi sắp bắt nó đi được rồi Sư mới làm gì được tôi đâu thì vị sư mới nói rằng á, là bây giờ sư nói nhẹ nhàng con theo sư lên chùa đi còn nếu không á, là sư sẽ dùng biện pháp pháp mạnh với con đó thì lúc đó là vong này cũng không chịu mặc dầu đã năn nỉ rất là nhiều nhưng mà vẫn không chịu các bạn thì lúc này vị sư mới lấy ra một cái chén cái chén bự mới lớn vậy nè thì lúc đó vị sư mới đọc kinh xong rồi là kêu mọi người dằn cái cô này lại bắt đầu úp cái chén lên đầu của cái cô này mà lúc đó là trong sớm coi bu rất là đông nha là chứng kiến mọi người chứng kiến á thì khi mà úp lên một cái ban đầu cổ dễ dụ rất là dữ xong rồi vị sư cứ cố úp và những cái người xung quanh cứ cố giữ cổ lại một hồi sau là bắt đầu cổ xìu 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 xong rồi một hồi sau khi mà vị sư đọc kinh á là cổ ngất xỉu ra luôn cho tới khi cổ ngất xỉu rồi thì vị sư nói rằng là bây giờ sư đã bắt cái vong đó là bỏ vô đây rồi sư sẽ đem nó lên chùa để mà cho nó nghe kinh phật để nó mau hết nghiệp cho nó mau siêu thoát vậy đó chứ bây giờ hả là nó hả lì quá giống như mình nói mà mình năn nỉ quá mà không chịu thì bắt buộc là phải dùng cái biện pháp mạnh thì sau khi mà nói xong là vị sư về rồi khi mà cái cô này tỉnh lại thì ban đầu cổ vẫn còn rất là yếu như các bạn vẫn còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhưng mà càng lúc càng về sau thì từ từ á là tinh thần cổ trở lại bình thường sau này á là cũng lấy chồng sinh con bình thường thì đây là cái câu chuyện đầu tiên do mẹ của bạn kể lại à, chuyện này đã xảy ra trong sớm của mẹ hồi xưa và tiếp theo là cái câu chuyện thứ hai là do một người bạn thân rất là thân với bạn kể bạn đó kể rằng đó là ông nội của bạn đó đó hồi đó đó cái lúc mà mới vừa giải phóng xong á, thì ông nội của bạn này á là làm trong

mà nhà của ông nội hồi đó là ở bên bình thạnh nha thì bình thường á là ông đi làm về là đi bằng xe đạp cứ đi làm về là đạp xe đạp về thì không có sao hết rồi có nhiều khi á là ở lại nhậu rồi về rất là khuya cũng không có sao cả nhưng tới một hôm cái hôm đó đó là chiều thứ bảy cho nên á là mọi người ở trong xưởng á là không có về liền mà ở lại nhậu với nhau và khi nhậu á thì nhậu rất là nhiều thì thành ra là cái lúc mà ông nội của bạn này về á là lúc đó là đã 2 giờ sáng rồi các bạn Mà cái lúc mà ổng xỉnh nha Thì ổng vừa xỉnh vừa đạp xe Vừa xỉnh vừa đạp xe Ban đầu cũng bình thường Cho tới khi mà đi ngang qua cái đoạn đường Huỳnh Đình Hai với lại Lê Quang Định á Thì tự nhiên đó là ông nội của bạn đang đạp xe Thì tự nhiên thấy ở dưới ngay cái một cái gốc cây rất là lớn Là có một cái đứa con nít Mà cái đứa con nít này mình nhìn cái dáng đó là tầm khoảng chừng năm sáu tuổi thôi mà nó đang ngồi dưới gốc cây đó đó nó khóc rất là lớn nó khóc lớn dữ lắm thì lúc này á là ông nội của bạn này á là đang sỉnh mà mà tự nhiên thấy cái thằng nhỏ khóc cho nên á là ông nội thì thấy rằng á là qua lúc này thì ổng sỉnh rồi nhưng mà ổng vẫn nhìn thấy là cái tướng thằng nhỏ rất là nhỏ tầm khoảng năm sáu tuổi thôi mà sao giờ này con cái nhà ai mà lại để cho nó ra đường mà nó ngồi nó khóc như vậy thì ông nội cũng có dòm xung quanh thì không thấy ai cả mà xe lúc đó cũng không còn qua lại luôn tại vì hai giờ sáng à, mới hả giờ đó là sớm dữ lắm thì ông nội mới thấy rằng nó khóc rất là lớn cho nên á ông nội đã ngừng xe lại bắt đầu gạt cái chống xe ha lão đảo lão đảo đi lại gần nó lại gần mới hỏi rằng là nhà con ở đâu vậy mà sao con ngồi đây con khóc vậy con mà ông nội hỏi hoài hỏi hoài mà nó không có ngước lên nó trả lời nó cứ ngồi mà dạng giống như ngồi chùm hỏm mà cúi cái mặt xuống đó, các bạn ngồi cứ khóc như vậy thì ông nội cứ hỏi hoài hỏi hoài hỏi hoài vậy đó mà nó vẫn không trả lời thì ông ngoại lúc này là mới bực tại vì đang xỉnh mà cho nên nó là ông nội mới dỗ cái vai nó vậy nè nó con con làm cái gì á mà con ngồi để con khóc Nhà con ở đâu để chú đưa con về Nhà con ở đâu vậy Thì lúc mà ông nội dỗ vô cái vai của thằng nhỏ đó ha Thì lúc đó nó mới ngước cái mặt lên Mà khi mà nó ngước cái mặt lên đó Là ông nội không có diễn tả cái gương mặt nó làm sao Nhưng mà ông nói rằng đó là Cái gương mặt của nó rất là kinh dị kinh dị dữ lắm à không có giống như là cái người bình thường mà cái gương mặt thấy ghê lắm khi mà nhìn thấy cái gương mặt một cái ha là ông nội ông tỉnh rượu liền luôn mặc dầu lúc đó là cái người ổng đang có rượu đang sỉnh mà khi mà nhìn thấy cái gương mặt của thằng nhỏ một phát hả là ổng tỉnh rượu luôn các bạn ổng mới hết hồn ổng ấy đứng dậy xong cái ổng chạy là xe đạp á là ổng lẹ 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 ổng đạp để mà đạp về nhà mà khi mà ông đạp á là ổng cũng có nhìn là phía sau thì thấy rằng thằng nhỏ nó không có rượt theo ổng cũng an tâm nhưng mà cũng rất là sợ nha nhưng mà một hồi mặc dầu đã đạp một cái khoảng rất là xa rồi mà ổng vẫn nghe một cái tràng cười mà ông nói rằng á là cái tràng cười đó rất là ghê mà nửa đêm á mà cái tràng cười này giống như mặc dầu mới nãy á là ông thấy là ông thấy đứa con nít nhưng mà cái tràng cười này làm như là ông già vậy á. <laughs> mà giống như là cái người lớn tuổi cái người già mà cười á các bạn trời ơi ông sợ ông nổi da gà cụ cụ cụt cụ, hết bắt đầu lẹ lẹ chạy về nhà cho tới khi mà chạy về nhà vẫn còn hả là sợ hãi chưa có hoàng hồn đâu thì ông mới suy nghĩ ông nói trời Bình thường mình đi lại, đi ngang qua cái đoạn đường này biết bao nhiêu lần. Mình có bao giờ thấy cái gì mà bậy bạ vậy đâu. Mình có bao giờ thấy ma vậy đâu. Trời sao kỳ vậy trời. Sao hôm nay lại thấy vậy đó. Thì ổng cũng thắc mắc lắm. Giống như là tò mò các bạn. Cho nên là ổng quyết định rằng ngày mai á. Đó là mình sẽ hả là buổi trưa mình sẽ chạy qua để mà hỏi coi những cái người dân ở gần đó đó là có biết gì về cái vong đó hay không hay là cái vong đó có chết quan gì hay không là người ta có biết hay không thì qua trưa hôm sau là ngày chủ nhật cho nên ông cũng được nghỉ làm ông cũng nhiều chuyện bắt đầu đi hỏi thì khi mà hỏi thì người ta nói rằng là cái đó là ông trạng ông trạng các bạn mà ông trạng này cũng nổi tiếng lắm mà ông trạng thì dạng giống như là gẹo những cái người nào mà hợp vía thôi hợp vía hoặc là có duyên thôi thì ông mới gẹo thôi chứ ông không có hả là phá hay là hay là có đi theo mà quậy phá gì ai hết không có vậy chỉ là gẹo như vậy thôi thì khi mà đi kiểm tra đi hỏi thì ông nội của cái bạn đó đã được nghe những cái người dân xung quanh đã nói vậy là người ta cũng biết về cái ông trạng này thì đây là cái câu chuyện thứ hai do người bạn thân của bạn đã trải qua và một cái câu chuyện thứ ba chuyện này á là do một người bạn cũng thân với bạn làm chung với bạn tên là kiệt mà nhà của bạn kiệt này á là ở dưới hóc môn các bạn thì cái hôm đó đó là bạn kiệt này á là sau khi mà đi làm xong á là thay vì về nhà mà làm á thì làm ở sài gòn nè xong rồi cái hôm đó đó là cả đám mới kéo nhau đi coi phim ở bên quận 10 thì khi mà đi coi phim xong bắt đầu về á là lúc đó là đã tầm hơn 10 giờ đêm rồi thì từ quận 10 bạn kiệt mới phải chạy về ở dưới nhà ở dưới hóc môn thì các bạn biết rồi cái quãng đường rất là xa ha thì cái lúc mà chạy về á là bạn kiệt này đi tới cái đoạn ngã ba đường phạm ngũ lão bên gò dấp á nha mà ngay cái chỗ này á là có một cái nhà tăng lễ rất là lớn thì bạn kiệt trong cái lúc đang chạy xe á là tự nhiên thấy trước mắt của mình là có một cái vụ tai nạn mà tai nạn có vẻ rất là nặng cho nên á là bạn kiệt cũng không có muốn nhìn vô không muốn nhìn vô không muốn nhiều chuyện thì lúc này á là bạn kiệt mới nhìn qua về cái phía nhà tăng lễ thì khi mà nhìn qua về cái phía nhà tăng lễ thì ngay cái nhà tăng lễ này á là có một cái cây cũng khá là lớn bắt đầu á là tự nhiên bạn kiệt bị chú ý bởi ở trên cái tàn cây nó có cái gì lạ lắm cho nên á là làm như là xui khiến á các bạn thì bạn kiệt á là chú ý nhìn kỹ hơn thì thấy rằng á là trên cái tàn cây đó đó là có ba người ba cái bóng người mà nhìn vô là mình thấy một người nhưng mà dạng nó không phải như cái người của mình mà nó dạng nó trong 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 suốt á các bạn hồn á thì lúc đó là bạn kiệt nhìn lên thì thấy rằng ba cái người này á là ngồi trên cái tán cây đó mà có hai người là bình thường là cái bóng thì bình thường nhưng mà có một người là cái bóng màu đỏ mà tóc của cái người bóng đỏ đó rất là dài mà đang ngồi trên đó làm giống như là đang ngồi nói chuyện bàn tán vậy đó trời ơi khi mà bạn kiệt nhìn phải một phát hả sợ vô cùng bắt đầu lẹ lẹ chạy về mà bạn nói rằng á là cái lúc đó hoàn toàn không qua mắt nha là tại vì á là không có muốn nhìn lại cái tai nạn cho nên mới nhìn qua đây mà khi nhìn qua đây nhìn thấy một phát bạn kiệt còn ngừng lại để mà nhìn kỹ hơn xem rằng cái đó là cái gì thì rõ ràng dụi mắt mấy lần luôn mà bạn kiệt vẫn thấy ba cái bóng đó ngồi ở trên cái tán cây đó ngay chỗ cái nhà tăng lễ ngay đường phạm ngũ lão bên Gòi giáp luôn thì đây là cái câu chuyện thứ ba mà hôm đó về trễ mặc dầu nhìn thấy nó không có đáng sợ gì nhiều nhưng mà cái lúc đó về trễ mà tự nhiên nhìn thấy vậy rồi cái quãng đường về nhà nó xa nữa cho nên nó là cũng khiến cho bạn kiệt này ám ảnh ám ảnh hoài luôn vô kể lại cho các bạn nghe thì đây là ba câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay tiếp theo á là hai câu chuyện Ê, xin lỗi tiếp theo là một chuyện ngắn nữa của một bạn ở Vĩnh Long bạn này kể rằng quê của bạn ở Vĩnh Long nhưng mà thuộc là trong vùng sâu vùng xa chứ không phải là ngay thành phố ngay thị xã thì bạn kể rằng là ở kế bên nhà của bà của bạn là bà nội của bạn nha thì uh, hồi đó là vào năm 1999 á, thì lúc đó là cũng chưa có nhà cửa gì nhiều đâu. thí dụ như nhà nội của bạn thì đi một cái khoảng rất là xa là mới có một nhà nữa mà kế bên cái miếng đất nhà nội của bạn á, là một cái miếng đất là của một cái ông là trong xóm của nội mà ổng để ổng trồng rau thì cái hôm đó là bình thường thì cái ông này ổng chăm cái vườn rau của ổng nhưng mà hôm đó là do ổng có việc ổng đi mấy ngày không biết ổng đi đâu đó thì thành ra là ổng không có chăm được cái vườn rau mỗi ngày là phải tưới rau cho nên nó là cái ông này đã thuê một cái ông cũng ở trong xóm của bà nội của bạn luôn là mọi người kêu ổng là ổng mười thuê cái ông này là mỗi ngày qua giữ cái vườn rau rồi đó là có ngủ lại hay không thì tùy cái ông mười đó nhưng mà sáng là phải tưới lúc mấy giờ mấy giờ vậy đó thì ông hả là ông mời này ổng mới hả là nhận lời nhưng mà dạng giống như ổng làm biến tại vì nhiều khi sáng người ta tưới rau rất là sớm cho nên ổng muốn rằng là tại vì bên cái vườn rau này là có một cái chòi thành ra là cái ông mời này muốn rằng là qua ngủ bên cái chòi đó để sáng là có gì thức sớm thì sẽ tưới luôn chứ mắt công ngủ ở nhà rồi mắt công sáng phải dậy sớm rồi chạy qua nữa thì thành ra tối hôm đó là ông mời này ổng qua bên cái chòi này cái chòi này để mà văn mùng Văn mộng rồi ngủ các bạn Thì khi mà ổng đang ngủ á Ổng đang ngủ rất là say Tự nhiên ổng nghe một cái giọng hát của một cái người nữ Mà khi ổng nghe giọng hát là tại vì Mỗi một cái miếng đất thì nó rất là lớn Cho nên nhà nó cách nhau xa dữ lắm các bạn Thí dụ như nhà nội của bạn ở đây ha Thì đất của nội cũng lớn Rồi bắt đầu mới tới cái địa phận đất của cái người hàng xóm Mà nguyên một cái vườn rau đó nó rất là lớn Tự nhiên cái ông này nghe một cái tiếng hát Mà ban đầu thì nó xa 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 Càng lúc nó càng gần gần Thì ông này mới tò mò Tại vì lúc đó khuya rồi Cho nên ông tò mò, ông mở mắt ra Ông mới nhìn, thì ông thấy ai hết Bắt đầu ông ngồi dậy, ông dòm ra ngoài cũng không thấy ai Mà ông bước ra ngoài ông, ông, mở mồm, ông đi ra ngoài luôn Ông đứng ngay chỗ cái cửa trời á Xong ông dòm thì Tới thui, tới hù, lúc đó khuya rồi Mọi người ngủ hết rồi, thì ông mới thấy là Ủa sao kỳ ta, giờ này mà ai hát hò vậy rồi bắt đầu ông nghĩ rằng hay là mình nằm mơ cho nên nó là ổng lại vô ổng vô ổng chung vô một tiếp thì khi mà ổng vô ổng nằm ha bắt đầu ổng nằm cái ngồi sau lúc đó ổng đang liêm diêm chưa ngủ sâu ổng lại nghe tiếng hát nữa thì kỳ này á là ổng nghe rất là gần cho nên nó là ổng nói má nó không biết đứa nào ghẹo tao để tao hí hí tao coi 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 đứa nào mà ghẹo tao chết với tao bắt đầu cái ông này nằm đó nha các bạn cảm giác giống như là cái tiếng hát này càng lúc nó càng gần hơn nó gần hơn nó đi vô cái chòi của ổng vậy đó thì bắt đầu ổng mới hí hí mắt như này giống như giả bộ ngủ thì ổng thấy có một người cái người này á, là bước vô ngay chỗ cái chòi từ từ đi lại giường của ổng mà cái người này qua cái hí mắt của ổng á là ổng thấy rõ ràng cái người này không có cái đầu không có cái đầu chỉ có từ cái phần cần cổ trở xuống có tay có chân đàng hoàng bước vô nha không có cái đầu mà hai cái tay của người này á là cầm cái đầu các bạn cầm cái đầu là khắc bị cục cái đầu nhưng mà trên cái 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 tay lại cầm cái đầu các bạn tưởng tượng đi cái ông này ổng thấy rõ ràng là cầm cái đầu vậy nè mà ổng nhìn cái đầu ổng còn thấy trên cái đầu này á là có hai con mắt hai con mắt hả là chồng trắng không các bạn chồng trắng mà liếc qua liếc lại liếc qua liếc lại vậy nè cái miệng á thì đen thui thù lù trời lúc đó ông sợ ổng sợ lắm thì lúc này nó mới bước lại một cái thì ổng bật qua ổng nhảy qua cái bên đây nó thì nó đứng bên đây cho nên ông bật ngồi vậy ông nhảy qua bên đây ổng chạy ra khỏi trời thì khi mà ổng chạy có như chạy mà có như dùng hết tốc lực của mình để chạy ổng dòm lại thì ổng thấy nó đang rượt theo nó đang cầm cái đầu của nó mà nó rượt theo ổng mà nó rượt theo mà nó kêu vậy nè các bạn anh gì ơi anh gì ơi ở lại đây ở lại đây chơi với em đi anh ở lại đây chơi với em anh gì ơi anh gì ơi mà nó kêu vậy đó nó vừa rượt ổng mà nó vừa kêu trời ơi ổng chạy thì khi mà ông chạy qua tới cái miếng đất của bà nội của bạn thì lúc đó là bà nội của bạn á là vừa mới trở mình tự nhiên nghe cái gì mà ý ới ý ớn cho nên bà nội cũng ngồi vậy để mà dòm ra cửa sổ thì khi mà dòm ra cửa sổ thì thấy cái ông mười này đang chạy ngang nhưng mà bà nội lại không có nhìn thấy ai thì bà nội nói ủa ông này làm gì giữa đêm mà đi chạy đi đâu vậy trời mà trong khi bà nội chỉ thấy ông mười thôi mà không thấy nhỏ đó nha bắt đầu hả là ông mười này ổng chạy mà nó cứ rượt theo nó cầm nó ôm cái đầu của nó mà nó rượt theo nó kêu anh gì ơi anh gì ơi ở lại đây chơi với em ở lại đây chơi với em thì khi mà ổng chạy về tới nhà ổng sọt vô nhà trời ơi cái lúc đó thì nó không có rượt theo nữa bắt đầu cho tới sáng ngày hôm sau ổng bệnh các bạn ổng bệnh và khi mà ổng tỉnh tỉnh được chút á là ổng đã kể lại cho bà mười vợ ổng nghe thì khi mà bà mười nghe xong ha bà mười phải nấu một mâm cơm đem qua cái chòi đó cúng thì khi cúng xong á là ổng mới hết bệnh mặc dầu trước đó ông uống thuốc rất là nhiều mà vẫn không hết sốt vẫn không hết bệnh các bạn khi cúng xong á thì mới hết bệnh bắt đầu do là ổng sợ quá cho nên ông đâu dám qua ngủ nữa đâu người ta mướn á thì mấy ngày hai vợ chồng qua tưới xong rồi về qua tưới xong về chứ không dám ngủ nữa thì đây là cái câu chuyện hả là của bạn thứ hai đã gửi về cho tập ngày hôm nay và tiếp theo là hai câu chuyện ngắn nữa hôm nay thì kể những câu chuyện ngắn các bạn nha. Hai câu chuyện ngắn này á là của một bạn nữ, bạn nữ này ở Kiên Giang. Câu chuyện đầu tiên á là do bạn trải qua với lại mẹ của bạn. Thì chuyện này đã xảy ra cách đây khá lâu, cái lúc đó là bạn mới có 11, 12 tuổi à, còn nhỏ lắm. Thì hồi đó bạn kể rằng á là nhà của bạn ở Rạch Giá Kiên Giang. Mà giảng trong quê các bạn thì ở trong quê của bạn á là Uh, không có từ, hồi xưa thì cái thời của bạn á mà lúc mà 10 11 tuổi là nhà bạn không có tivi mà nhà của bác bạn thì lại có nhà bác của bạn á là cách nhà bạn có một căn à mà dạng giống như là nguyên một bà con dòng họ là ở một khu các bạn cho nên nó là cái phần sân rất là lớn lớn dữ lắm ở ngoài đường á thì có cái đường mà bên kia là có dừa nước rồi có ao bên kia thì các bạn tưởng tượng đi giống như nhà của bạn ở đây thì nhà ở bên đây là nhà của hả là gì rồi bên đây là nhà của bác rồi bên đây á, là nhà của ngoại của bạn cho nên nó là nguyên một cái khoảng sân là xài chung một cái sân không có ngăn gì hết không có hàng rào gì hết nguyên cái khoảng sân rất là lớn nhà ở trong đây á, thì san sát nhau rồi ở ngoài có một cái cổng cái cổng này á, là có cái con đường con đường xong rồi tới bên kia là dừa nước rồi xuống cái ao ha thì bạn kể rằng đó là nhà của bác bạn á là có cái tivi cho nên á là hầu như ngày nào hai mẹ con của bạn á là cũng qua bên nhà bác để mà coi cá với lại những cái người trong xóm á là cũng hay qua bên nhà bác để mà coi cá coi cả lương coi phim đâu thì cái hôm đó đó là trước đó mặc dầu hai mẹ con đi coi về bình thường nhưng mà cái hôm đó nha tự nhiên á là khi mà đi coi về á thì bạn mới mắc tiểu mà hồi xưa thì toilet là ở phía sau nhà mà đi xa đi mà cầu 10 mét là mới ra tới toilet. Cho nên đó là bạn còn nhỏ thì mẹ của bạn á là mới kêu bạn lại ngay cái hàng rào phía trước đi để mà ngồi hả là cởi quần ra ngồi đái đi con. Thì mẹ kêu vậy do còn nhỏ mà. Thì mẹ cũng đi lại chung với bạn nha, mẹ đứng mẹ đợi. Mà trong cái lúc mà bạn đang ngồi bạn đi vậy đó, cái tự nhiên bạn thấy có một người. Cái người này là con gái, là đàn bà, tóc dài lắm mặc nguyên một cái bộ đồ màu ngà các bạn mà cứ đi mà cúi cái mặt như này nè đi trước cái giống như là mình ngồi mình ngồi ở trong cái cổng ở ngoài đây là cái con đường á thì cái người này đi ở ngoài con đường đó mà cứ đi đi qua kia xong cứ đi lại đi là đi qua đi lại đi qua đi lại mà trong khi nguyên cái khoảng sân của nhà bạn rất là dài thì cái con đường đó nó cũng sẽ dài mà cái người này cứ đi tới đi luôn mà đi rất nhanh đi nhanh lắm thì ban đầu á, là bạn để ý đâu bạn có tưởng là cái người nào trong sớm không mà mẹ của bạn thấy cho nên đó là mẹ của bạn kêu riết đi con riết đi vô nhà là do mẹ của bạn thấy cho nên mẹ bạn sợ bắt đầu á, là cái lúc bạn kéo cái quần bạn đứng lên á thì lúc đó là bạn thấy rõ ràng cái người này là đi hỏng cái mặt đất đi hỏng cái mặt đất vậy nè mà cứ lướt tới lướt lui lướt tới lướt lui trời ơi cái lúc đó sợ hai mẹ con đi vô nhà xong cái hai mẹ con vô nhà rồi đóng cửa rồi nhưng mà vẫn hí hí cửa sổ dòm ra thì thấy cái người này á, là cứ đi tới đi luôn một hồi sao bắt đầu đi vô ngay chỗ cái bụi mà dừa nước mất tiêu luôn các bạn thì đây là cái câu chuyện mà do bạn chứng kiến khi mà bạn còn nhỏ có một lần à. và tiếp theo một cái câu chuyện thứ hai chuyện này á, là do mẹ của bạn kể lại là về cái người cậu hai của bạn là anh ruột của mẹ bạn thì cậu hai của bạn hồi đó đó là cái thời mà cha trẻ là hay đi cắm câu lắm các bạn mà thời xưa thì bạn nói rằng đó là mỗi lần mà nước lớn nước nổi nó lên á thì thường là những cái người trong xóm mà nhỏ nhỏ trẻ trẻ là hay đi cắm câu rồi đi soi á soi ớt soi nhái đồ này nọ kia bắt đầu là cậu của bạn cũng đi thì cậu hay đi cùng với lại thêm một cái người bạn cũng thân lắm hai người là bơi hai cái xuồng đi rồi mấy cái ông trong xóm là nói chung là đi từng tớp từng tớp chứ không phải là đi chung mà nguyên một nhóm đông nha thì cái hôm đó là cậu của bạn với lại cái người bạn kia là đi mà chèo ra một cái đồng thì ở miền tây á là cứ mỗi lần mà cái mùa nước nổi nó lên á là mình thấy toàn là nước không mình thấy toàn nước không các bạn thì hai cái người này cậu của bạn là chèo ra bắt đầu cắm câu nhưng mà đang cắm vậy đó cái tự nhiên mưa nó đổ một cơn mưa rất là lớn thì hai người mới lẹ lẹ đang lạnh nữa đang đói bụng nữa chỗ tự nhiên mưa lớn cho nên hai người nó mới lẹ 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 chèo 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 để tính rằng sẽ chèo về nhưng mà khi mà đang chèo giữa chừng tự nhiên thấy có một cái chòi cái nhà không phải chòi mà dạng giống như là một cái nhà lá mà nhỏ thôi nhỏ chứ không phải lớn nha các bạn thì lúc đó là hai người mới thấy cái nhà đó mới mừng chỗ đang lạnh quá mà cho nên nó là lẹ lẹ tấp vô tấp xuồng vô xong cái quý hả là leo lên ha cái lại ngay chỗ cái nhà đó đó đứng che trước cái mái hiên á thì khi mà đang đục mưa tự nhiên ở trong nhà có một cái bà lão bà bước ra bà mở cửa ra cái bà nói bà nói trời ơi mưa quá trời luôn tụi con vô đây nè tụi con vô đây trời ơi lạnh đứng ở ngoài đó lạnh lắm bắt đầu hai người này đang vừa đói vừa lạnh cho nên cậu bạn cậu của bạn với lại người bạn của cậu bạn bước vô nhà luôn trong nhà rất là ấm nha thì khi mà vô nhà hai người mới nói rằng trời ơi tự nhiên tụi con đang đi cắm câu mưa lớn quá trời luôn cho nên nó là tụi con hả là tính bơi về mà mưa quá trời lớn lạnh quá trời hơn nó là có hả là bác cho vô nhà thì lúc đó đó là trong bụng hai người mới nghĩ rằng trời ơi, đó bụng quá chưa có nói ra nha các bạn thì cái bà này bà làm như là bà đọc được cái suy nghĩ cái bà mới hả là có bà đang xách một cái chùm cá nha cái bảo nói tụi con có đói bụng đúng không tụi con đang đói bụng đúng không thôi để hả là gì vô á là gì chiên cái mớ cá này cho tụi con ăn đang hả là dở bếp sao gì nấu nước vậy đó thì gì sẽ chiên cái mớ cá này cho tụi con ăn nha cái hai người này rất mừng chỗ con cảm ơn gì con cảm ơn gì bắt đầu cái bà này mới vô bà chiên mà cậu của bạn kể rằng nha cái lúc mà bà ra làm sao bà chiên á tại vì cái nhà rất là nhỏ cho nên đó là khi mà bà làm gì sao bà làm Cảng, cản 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 hay là chiên mà nó cái dầu mà nó xèo 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 á là hai người nghe rất là rõ nghe rõ lắm bắt đầu hai người đợi hoài đợi hoài mà trong khi á là vẫn nghe cái tiếng xèo xèo hoài vẫn nghe xèo 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 xèo, xèo hoài mà bắt đầu cậu của bà mới nói ủa mẹ ơi kỳ quá sao nãy giờ lâu lắm rồi mớ cá có một chút à chiên có một chút chứ gì mà sao nãy giờ lâu quá trời luôn mà dầu gì mà nó kêu xèo 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 vậy đó ha thì hai người mới rình rình ra làm sao ha thì khi mà rình một cái là quảng hồn khi mà thấy cái bà già này á các bạn là cái lưỡi bà rất là dài cái mô tiếp này là hồi đó ông cố chứ là bà ngoại thì hay kể lắm nè là cái lưỡi của bà này rất dài mà bà đang le ra giống như là lật cái con cá lật qua lật lại lật qua lật lại mà trên cái chảo dầu nó đang xào xào xào, xào vậy đó thì chỗ lúc đó là cậu của bạn với là cái hả người bạn sợ quá nên bỏ chạy thì cái bà này bả rượt theo các bạn bả rượt bả kêu hai đứa bay hai đứa bay đứng lại hai đứa bay đứng lại nhưng mà bỏ chạy một hồi á, thì bả không có rượt nữa thì khi mà chạy về nhà là cậu rất là sợ đã kể lại cho mọi người trong nhà nghe cái chuyện mà đã trải qua như vậy thì đây là cái câu chuyện mà mẹ của bạn đã kể cho bạn nghe thì thầy tình với các bạn hồi lúc mà thi còn nhỏ đó là thi hay nghe ông cố chứ là bà ngoại thi á là hay kể những cái câu chuyện dạy như vậy giống như là đi à, đi làm ruộng hay là đi làm ăn rồi xong rồi lỡ đường cái sinh vô cái nhà hồi đó ông cố thì kể á là à, mấy cái ông đó mới sinh vô một cái nhà mà trong nhà đó rất là đông người đông người thiệt là đông người luôn mà nhà coi như đèn đuốc mở sáng chân luôn thì lúc mà hai mấy ông này vô là xin ở lại qua đêm thì mấy người đó cũng vui vẻ nó ừ ờ, ở lại qua đêm đi để tụi tôi á là à, nấu nướng hả là có gì á là kêu mấy chú ăn vậy đó ha thì bắt đầu á là nửa đêm không ngủ được cho nên đó là mấy ông này với lại mấy ông này cũng nghe tiếng xèo xèo như là cậu của bạn kể vậy đó xào xèo bắt đầu lén ra đằng sao thì thấy mấy cái người này á là dùng những cái lưỡi thật là dài đang xào đồ ăn mà xào qua leo qua leo lại để mà xào giống như cái giá mà cầm xào qua xào lại vậy đó thì đó hồi xưa là ông cố với bà ngoại thì còn sống là hay kể những chuyện dạng như vậy cho thi nghe thì đây là một cái mô tiếp là rất là chung là những cái người mà nhỏ nhỏ hả là hồi xưa chúng ta còn nhỏ là hay nghe các bà các ông của mình đã kể lại các bạn ha thì thôi hôm nay thi kể tới đây thôi hôm nay là sinh nhật của mẹ thi cho nên nó là thi tới chín giờ mười thi mới nhào vô thi ngồi thi kể À, thì thành ra là hôm nay có chuyện trễ chút xíu bây giờ là 11 10 giờ 20 phút rồi thì các bạn thông cảm cho thi nha rồi, thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho ngày hôm nay. À, hẹn gặp lại các bạn ở tập 753. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho thi. Bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của thi thanh phạm. Xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.